chị nha. Chúc mừng con đã đạt được điểm cao trong bài thi lần 4 vừa rồi. Bây giờ cô sẽ đọc phép tính cho con biểu diễn cho các bạn cùng xem nha. Chuẩn bị: 123 cộng 258 trừ 159 cộng 200 trừ 142 kết quả bằng 250. Chính xác, rất đẹp. 125 cộng 136 cộng 147 cộng 500 trừ 159 cộng 366 kết quả bằng 1115. Chính xác, và tiếp theo: 158 cộng 123 cộng 104 trừ 135 cộng 600 cộng 592 kết quả bằng 1442. Chính xác, con làm rất là tốt ha. Phép nhân bắt đầu: 35 nhân 7 bằng 25. Chính xác. 45 nhân 9 bằng 45. Chính xác, và cuối cùng nha: 38 nhân 8 bằng 34. Chính xác, chúc mừng con nha.